dây nữa nha. Nước. À,
30 giây nha. 30 giây. Mình bỏ cái thốt lên nó không có bị dính nha. Cũng là nó
Thích cái nào cho nhau? Thích áo cho nhau? Quan xong đi. Cái dài cái nữa. Mình riêng nữa. Thì nó gần hết rồi. Xài xong bỏ luôn.
chị mò mò từ đó mình đi xong cái mò đi mò lắm chị mò luôn. Rồi, quất luôn. Mình sao cái cốt xong rồi mình mới vẽ mình mới đánh nha em. Cái gì đừng có sơn mát nha, sơn mát á mình khi mình đánh nó bám vô cái mát á. Vậy mình phải sơn thớt rồi mình mới vẽ rồi mình mới đánh nha. Không thôi là nó bám vô mình thấy chùi để mình phải làm lại đó. Okay. Mình banh chành đi. Khi mà mình ôm ri với lại mấy cái màu giống gì nè nổi nổi thì mình lấy xài phít mình cho nó đẹp, nó mỏng lắm. Đừng sơn mát nha. Khi mình làm á là mình sơn thớt xong rồi mình vẽ xong rồi mới đánh nha. Chứ nếu mà mình sơn mát á thì nó sẽ bám cái kích mình này, nó sẽ bám vô cái mát. Nó đau lòng. Đó, rất là đau lòng khi mà mình lã sao mình vẽ mình cổ xong rồi đó. Mình đánh nó tèm lem ra luôn. Bột xong rồi nó đã có gầy đến một cấp. Đúng không? Em biết xin đâu vậy, không biết là. Nhưng mà nếu mà biết rồi thì dễ cực kỳ luôn. Nhiều lúc mình không có biết là mình phải bỏ vô đèn bao nhiêu giây để nó có sticky nó bám nữa. Nhiều lúc bỏ nhiều quá cái nó khô cái nó không bám. Tiệm em lấy vắng mới lại chứ em thò nãy giờ em làm cho cũng xong 8 đời rồi. Chứ mọi người sao cái tiệm em là cái tầng này là rất là vắng luôn, em thấy có bị chung với nhau hay không cái gì cố luôn. I think this one they do two colors. Yeah. Yellow and orange together. Mm-hmm. Good. I like them. Thank you. Okay, no, make it. Good, good, Ben. Yeah. Được rồi, bánh làm nhiều mấy chị. Ừ. Ai cũng ước giống em chưa, mấy đứa em chị cũng vậy đó. Không ước được qua. Mà đi Mỹ nó khó mà cố luôn. Nhiều người ước giống em lắm Trinh ơi.
qua đây tha hồ mà làm luôn á Trinh, đủ thứ kiểu đủ dạng hết, nhưng mà mấy cái này chị bắn lắm, tiền chị bắn hết trời, không có đông như mọi, không có đông như năm trước, không biết định được cái gì nữa, kinh tế xuống, để ta take picture vậy, hết hẹn luôn, nó okay. Đúng rồi, mà đã luôn, làm mà đã. Chứ đâu dám mệt nghỉ đâu. Khi nào chị về chị gọi Trinh nha. Làm sao về gọi cả Trinh nha. Thôi bye bye mọi người nha. Đi on thuyết mình nó chị LC cái này là đi on thuyết mình khi phải vẽ màu trắng lên xong rồi em mới đánh hai màu lên thì nó sẽ ra ombre vậy nha, có gì chị nhắn tin cho em ha, ok.